Con dâu khó tính. Nhất bà Hoa nhé, lần này ra thành phố ở với con tha hồ mà ăn mặc sung sướng. Từ giờ hết cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi cũng không nghĩ là cháu nó lại đón tôi lên thành phố ở cùng. Quan trọng là được sum vầy cùng con cháu thôi bà ơi. Sao đợi cả tiếng đồng hồ mà không thấy thằng Quân ra đón? Liệu nó có gặp chuyện gì không? Mẹ, con xin lỗi đã đến muộn. Hôm nay cơ quan con có cuộc họp không về sớm được. Còn nhà con thì bận đi đón bé My. Mẹ cứ lo con gặp chuyện gì, không sao là tốt rồi. Mẹ nhanh lên xe còn về, đường tan tầm hay kẹt xe lắm. Ê, để bà múc cho con. À, nóng quá. Bà xin lỗi, tại bà vô ý. Khổ thân con tôi. Mẹ phải cẩn thận một chút chứ, thế này thì có chết không. Thôi nhanh đưa con vào rửa nước lạnh, để em còn xịt thuốc bỏng cho con, nhanh lên. Con có chút việc bận, lát mẹ đi đón bé My giúp con nha. Có việc gì cứ đi đi con. Trường mầm non gần nhà, mẹ đón cháu rồi về luôn, đừng có đi đâu, nguy hiểm lắm. Mẹ nhớ rồi. Bà ơi, bà có việc gì không? Tôi đi đón cháu nội chú ơi. Hóa ra bà đi đón cháu, mà bà ra sớm thế làm gì? 30 phút nữa mới tan trường mà. Ôi thế à chú. Bọn trẻ bây giờ học gì mà nhiều thế, gần 5 giờ chiều rồi còn chưa tan học. Muộn thế này chắc con bé đói lắm rồi đây. Thôi mình đi mua cho nó mấy cái bánh rán, nó ăn cho đỡ đói. Sao bà quay lại muộn thế? Tôi đi mua cái bánh, bị lạc đường, giờ mới tìm được đường quay về. Trường tan lâu rồi bà ơi, các lớp về hết rồi. Trời, thật vậy hả? Còn cháu nào trong trường không chú? Tất cả học sinh về hết rồi bà ơi, trong trường không còn ai cả. Trời, thế con bé đi đâu? Phải làm sao bây giờ? Tìm con bé ở đâu đây? Tất cả là tại anh. Đang yên, đang lành lại đón bà ra ngoài này làm gì? Em đừng có làm mọi thứ rối bời thêm nữa. Bé My đã ở nhà rồi, giờ quan trọng là phải tìm được mẹ. My, thế khi con tan trường có thấy bà ở cổng không? Không ạ, con đợi mãi mà chẳng thấy bà đâu cả. My, My ơi. Mẹ, mẹ đi đâu mà chúng con tìm mãi không thấy? Con không yên tâm nên đã dặn mẹ là phải đi đón con bé rồi nhanh mà về. Thế mà... Mẹ xin lỗi. Mẹ chờ con bé không thấy nên... Không thấy thì mẹ phải đợi chứ. Mẹ xin lỗi, mẹ đợi cái My một lúc không thấy, nên mẹ tranh thủ đi mua cái bánh rán cho nó. Mẹ sợ con bé bị đói, mẹ xin lỗi. À, bánh rán, bà ơi, bà mua bánh cho con ạ, con thích lắm. Bánh của cháu đây. Bà sao thế? Bà không sao, có thể mai bà sẽ về quê vì có chút việc cháu ạ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hai con chuột. Ôi, nhiều gạo quá. Thank you.
đứa nào đến trước là của đứa đó. Nhưng tôi phát hiện ra đống gạo này trước. Hay là chúng ta chia đôi cho công bằng? Không, đã bảo đứa nào đến trước là của đứa đó mà. Chỗ gạo này là của tao. Anh... Chú mày còn dám bén mảng lên đây nữa không? Thôi được rồi, tôi sẽ đi nơi khác kiếm ăn. Xin hãy tha cho tôi đi ạ. À, chú mày đi chỗ khác mà kiếm ăn đi. À, đau quá. Còn không mau đi đi. Mùi gì tanh như là... Trời ơi! Cẩn thận! Có mèo! Ui da! Con chuột ắt con kia! Ta sẽ xé xác mày ra thành nhiều mảnh! Chuột đen, mau vào đây. Chuột đen, chắc là cậu đau lắm đúng không? Thật may cho tôi, hôm nay nếu không có cậu thì chắc tôi đã chết rồi. Cậu thật tốt với tôi quá. Xin hãy bỏ qua cho tôi những chuyện vừa qua nha. Ơn cứu mạng của cậu tôi sẽ không bao giờ quên đâu chuột đen à. Chúng ta là hàng xóm mà, bán anh em xa mua láng giềng gần. Thấy anh gặp nạn tôi giúp anh là lẽ đương nhiên. Cậu tốt quá, tôi thấy rất xấu hổ. Nếu cậu không chê tôi xin chia số gạo này, mỗi tao một nửa. Tất nhiên là tôi không chê đâu anh bạn. Hoán đổi số phận. À, còn nó kìa, hôm nay mày tới số rồi, hôn hồn thì đứng lại nộp bán cho ta. Đường cùng rồi, chuẩn bị tinh thần nộp mạng đi. Chết tôi rồi. Sư tử ấy đâu rồi? À, sao ta lại là sư tử thế này? À, gì thế này? Sao ta lại là Mi? Mi lại là ta thế này? Đứng lại! Tên thỏ trắng nhát gan kia, cứ để ta tìm được thì liệu hồn. Mày quá, hắn đi rồi. Mà sao mình phải sợ? Giờ mình đã là sư tử rồi mà. Núp trong bụi rậm làm gì đó ông anh? Ôi, chó sói! Trời, thế anh nghĩ em là chồn sao? Ta đói bụng rồi. Giờ ta đi kiếm vài củ cà rốt ăn. Kiếm vài con mồi ăn đây. Này, tôi nghe nói sắp tới có lão hổ khu bên sang để cướp địa bàn của ngài đó. Rồi cả cái rừng này, lão sẽ tận diệt hết mồi của anh em ta. Cái gì? Cái gì? Hổ á? Ông anh sợ hả? Ta mà sợ lão ư? Bao giờ lão sang tới đây, ta sẽ cho lão biết tay. Thôi, ta đi kiếm ăn đây. Không được rồi, nếu lão hổ đó mà sang khu rừng này thì toàn bộ loài vật ở đây sẽ bị nguy hiểm. Mình phải đi báo cho các loài vật biết để cảnh giác mới được. Hơi, bực quá đi mất. Ta mà trong hình hài của sư tử thì mới biết tay ta. Hơi.
đúng là một miếng mồi ngon. Chẳng lẽ số phận của ta đến đây là chấm hết, chết lãng xẹt dưới móng vuốt của kẻ thù ư? Cút đi, cút đi, thả bạn thỏ trắng ra. Các bạn ơi, dừng lại, dừng lại. Tớ không làm hại các bạn đâu, tớ là... cứu tôi với. Thôi chết, hình như là lão hổ. Lão hổ sang địa bàn này thật rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Dừng lại, con hổ ác độc kia, hãy biến khỏi đây ngay. Ây da, giờ ta mới biết là trên đời này có sư tử muốn cứu thỏ đây. Hay là mi muốn cướp món mồi ngon của ta? Không dễ vậy đâu. Mau cứu ta, cứu ta. Có sao không? Tôi không sao. Được rồi, người cứ nghỉ ngơi đi. Bao giờ khỏe, chúng ta sẽ trở lại hàng rào ấy để hoán đổi lại thân xác cho nhau. Từ giờ ta hứa sẽ không bắt nạt các loài vật trong rừng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ khu rừng này. Bộ đôi ngựa mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!